Cảm ơn tất cả các anh chị em đang đến với đêm tiệc cùng sao tại nhà của tôi. Cô đây, cô đây, cô đây. Em dạy em thứ ba. Anh là cái gì vậy? Thế chột. Đừng có đuổi em. Em vui lắm, em vui lắm. Có hai chữ. Bảy chú Lục làm nghề gì? Nhóc mà nó có cánh hả mày, mày? Thần. Hãy đón xem đêm tiệc cùng sao được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.